Trấn Thành bất ngờ chia sẻ một ngày tồi tệ giữa tin đồn ly hôn Ha Ji-won. Chia sẻ dòng trạng thái ngay giữa lúc vướng tin đồn ly hôn với Ha Ji-won, nam MC khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Trước đó, Trấn Thành luôn biết bảo vệ vợ một cách khéo léo và đầy quyết liệt. Trấn Thành và Ha Ji-won chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng lãng mạn năm 2016. Cặp đôi đã cùng nhau tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 6 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cộng đồng mạng bắt đầu xuất hiện những tin đồn cho rằng hai người đã đường ai nấy đi. Thế nhưng Trấn Thành cũng đã có động thái nhằm xóa tan nghi vấn này cách đây vài ngày qua bình luận khen ngợi vợ trên trang cá nhân. Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành bất ngờ đăng tải một câu nói triết lý thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, nam MC viết, một ngày tồi tệ và một ngày tuyệt vời chỉ khác nhau ở chỗ bạn đón nhận nó như thế nào thôi. Tuy nhiên, chia sẻ dòng trạng thái, ngay giữa lúc vướng tin đồn ly hôn, nam MC khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, một cư dân mạng bình luận dưới bài viết, nghe đồn rạn nứt. Trước đó, nam diễn viên phim Bố Già còn viết, sĩ diện là vô hình nhưng tổn thương để lại cho nhau là hữu hình. Cách đây ít ngày, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng Trấn Thành và Ha Ji-won đã kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí có người còn nói họ đã hết hợp đồng và sắp tuyên bố chuyện chia tay. Nguyên nhân bởi vì thời gian gần đây, vợ chồng nam MC không còn đăng ảnh cùng nhau, không sánh đôi tại sự kiện và cũng chẳng tương tác trên mạng xã hội. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trấn Thành và Ha Ji-won vướng phải tin đồn ly hôn. Trước đó, cặp đôi thường xuyên bị nghi là đã đường ai nấy đi, nhưng vẫn không một lần lên tiếng. Thay vào đó, vợ chồng nam MC sẽ đăng ảnh tình tứ ngọt ngào bên nhau để xóa tan tin đồn không hay. Trấn Thành chia sẻ, tôi rất sợ người phụ nữ hỏi ai đó cách giữ chồng, tại sao phải giữ chồng, bởi giữ là sắp mất, tại sao mình không dùng từ làm cách nào thu hút chồng. Hiện nay vợ tôi đang làm điều đó, tôi lấy vợ 5 năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy rằng việc kết hôn lại phù hợp với cá tính của tôi. Tôi là người thích tự do, thích bay nhảy đi chơi, tôi yêu bạn bè, yêu công việc, tôi thấy thời gian, tôi sống còn không đủ nữa. Nhưng cô ấy rất thú vị, quan trọng là cô ấy không bao giờ giữ chồng, mà làm chồng phải bò theo. Bằng cách nào đó, hãy làm mình đẹp nhất có thể, hãy giỏi nhất có thể, thú vị nhất có thể và hãy là mình, không cần giữ ai hết. Chúng ta tự hay ho, thì người kia ở lại thôi. Tự hỏi mình, bạn tìm đâu ra trên thế giới này người thông minh hơn tôi, yêu bạn hơn tôi, tại sao phải giữ nhau, cách chúng ta giữ gìn tình yêu là hãy tốt hơn mỗi ngày. Cha đẻ bố già nói thêm, tôi không quan trọng có con có cái, tôi cảm thấy thời gian với vợ rất quý báu, tôi dành thời gian cho vợ còn không đủ. Còn nếu người đàn ông nào đó quan trọng việc có con, thậm chí gia đình người ta quan trọng, mà người ta mắc kẹt với điều này, chúng ta tự ái, chúng ta tự ti với bản thân, lúc đó chúng ta không còn tinh thần làm cái gì cả. Trấn Thành cũng từng khẳng định rằng anh may mắn đã tìm đúng người. Nam MC viết trên Facebook, chúng tôi nhận thấy hôn nhân không hẳn là những tháng ngày chán nản khi ta bị ràng buộc để phải sống chung khổ sở với nhau mà không biết được thời hạn như cách người lớn hay than vãn, mà nó sẽ là thực tại hay ho nơi ta tìm được một người đồng hành luôn yêu thương và cho ta mọi giá trị mình mong muốn nếu ta tìm đúng người. Viết tới đây, tôi nghĩ tôi đã may mắn tìm đúng và chắc vợ tôi cũng vậy, đoán vậy đó, tại 6 năm rồi chưa chán. Love you honey, yêu em vợ yêu của anh. Trấn Thành và Ha Ji-won kết hôn vào tháng 12 năm 2016 sau khi công khai hẹn hò. Sau 6 năm về chung một nhà, MC Trấn Thành khẳng định Ha Ji-won chính là lựa chọn đúng đắn để anh tiến đến hôn nhân. Có thể thấy sau khi kết hôn cùng Ha Ji-won, sự nghiệp Trấn Thành ngày càng thăng hoa. Không những thế, nhan sắc của vợ chồng nam diễn viên cũng thăng hạng rực rỡ. Tuy nhiên, chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân khiến dân tình hoang mang. Đồng thời, Ha Ji-won cũng đang gặp tình trạng về sức khỏe, khiến nhiều đồng nghiệp lo lắng. Người hâm mộ hy vọng cặp đôi sớm lên tiếng chia sẻ cụ thể hơn.